Một vị giáo sư của một trường đại học danh tiếng đến tìm gặp Thiền sư vì đã được nghe nói về trí tuệ cũng phẩm hạnh cao quý của ngài. Để chứng tỏ bản thân với Thiền sư, ông ta giới thiệu một cách đầy tự hào về tất cả các danh hiệu, bằng cấp mà ông ta đã đạt được trong suốt những năm dài vất vả học tập và làm việc. Sau đó, vị giáo sư nói lý do của chuyến viếng thăm, đó là muốn tìm hiểu tất cả những trí tuệ của Thiền. Thay vì đưa ra lời giải đáp, Thiền sư mời ông ta ngồi xuống và pha một ấm trà ngài rót cho giáo sư một chén trà và khi đầy chén, ngài vẫn tiếp tục rót. vị giáo sư nhìn nước trà tràn ra bàn cho đến khi không nhịn được nữa, bèn lên tiếng: trà đã đầy tràn rồi, không thêm được nữa đâu. Bấy giờ thiền sư mới thông thả đặt ấm trà xuống và nói: thì cũng như chén trà này, ông mang đầy những tư kiến và thành kiến. làm sao tôi có thể chỉ cho ông về thiền nếu ông không tự làm cạn cái chén của mình. câu chuyện này dạy cho chúng ta rằng với một tâm trí đầy những thành kiến những suy nghĩ bảo thủ, chúng ta không thể học hỏi, tiếp thu những tri thức mới, những triết lý cao đẹp ở đời, thể hiện một thái độ khiêm cung, dẹp bỏ sự chấp ngã là chúng ta đang tự làm cạn những chiếc chén tâm hồn của mình.